Những ngày vừa qua, câu chuyện về lòng dũng cảm cứu người của nhân viên gác tàu được lan tỏa rộng rãi khiến cho nhiều người cảm phục. Mới đây nhất, một chủ tịch hội đồng nhân dân xã cùng với người dân ở Thanh Hóa cũng đã có hành động tương tự khi dũng cảm lao xuống dòng kênh chảy xiết để cứu sống cả hai em bị đuối nước. Trao đổi về báo chí, ông Lê Minh Thuấn, chủ tịch UBND xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết, vào lúc 16 giờ chiều ngày 7 tháng 7, xã đã tổ chức gặp mặt biểu dương ông Phan Văn Truyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã vì đã có hành động dũng cảm cứu sống một cháu bé khỏi đuối nước xảy ra trên địa bàn xã Thuận Minh. Trước đó vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 7, ba cháu Trịnh Duy Bê, 3 tuổi, Trịnh Duy Phờ, 8 tuổi và Đỗ Ngọc Nhờ, 5 tuổi ra bờ kênh Nam Sông Mã thuộc địa phận thôn 3 xã Thuận Minh để chơi thì không may cả ba cháu trượt ngã xuống kênh và bị nước cuốn trôi. Lúc này ông Lê Văn Truyền đang trên đường đi giải quyết công việc thì nghe thấy ông Nguyễn Văn Đại, chú tại xã Thọ Hải, chi hô, cứu người, còn một người nữa. Cùng lúc đó ông Truyền cũng phát hiện một bé trai bị chìm dưới nước nên đã nhanh chóng nhảy xuống cành nước tìm vớt đưa được cháu bé lên bờ. Ông Truyền kể, lúc đó nước chảy rất xiết, may mắn tôi biết bơi nên có thể cứu được bé trai lên bờ, đồng thời có thêm hai thanh niên đến hỗ trợ sơ cứu cho cháu, còn ông Đại thì cứu được một bé gái. Sau khi mọi người sơ cứu, hai cháu Trịnh Duy Phờ và Đỗ Ngọc Nhờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng cháu Trịnh Duy B do nước lớn và chảy xiết nên không phát hiện được cháu. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy cháu B. Hành động dũng cảm của ông Truyền và ông Đại khiến cho nhiều người không khỏi thán phục. Trong tình huống cấp bách ấy, có lẽ nếu ai gặp cũng sẽ có hành động như vậy. Tuy nhiên, dù đã cứu thành công cháu bé, nhưng ông Truyền vẫn không giấu được nỗi buồn. Bởi sau khi cứu cho bé, ông mới hay tin vẫn còn một cháu nữa ở dưới lòng kênh. Chính vì vậy, để giảm thiểu những sự cố đau lòng như trên, các nhà trường gia đình và xã hội cũng cần tăng cường giáo dục phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Từ đó giúp các em có kỹ năng chủ động xử lý linh hoạt các tình huống trong cuộc sống.